Vào sáng nay, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã đến thăm tặng quà chúc Tết thương binh nặng quê Long An đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Tại buổi đến thăm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Ngọc Tảo cùng đoàn đến thăm gia đình, thắp hương các liệt sĩ. Bên cạnh đó, ông gửi lời chúc mừng năm mới đến các thương binh và người có công đang điều trị tại trung tâm. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh và người có công tại trung tâm. Được biết, trước đây, Long An có 7 thương binh nặng sinh sống và điều trị tại trung tâm. Đến nay, 4 người đã từ trần và được công nhận liệt sĩ. Hiện nay, Long An còn 3 thương binh nặng đang được điều trị, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm. Dịp này, đoàn đã tặng 14 phần quà cho các thương binh nặng đang điều trị tại trung tâm và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, xổ số kiến thiết Long An, trao tặng 7 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng.